Các lực lượng của Israel hôm qua tiếp tục tăng cường pháo kích khắp dải Gaza và phát thêm lệnh sơ tán, gây ra làn sóng di tản mới từ phía bắc Gaza. Theo các quan chức y tế Palestine, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc không kích mà quân đội Israel tiến hành nhằm vào một trường học là nơi tránh trú tạm thời của các gia đình di tản tại trại Shati ở Gaza. Israel chưa lên tiếng trước thông tin này. Israel cũng phát lệnh sơ tán mới đối với người dân ở phía bắc trại tị nạn Shati và ba khu dân cư khác, viện dẫn về Hamas phóng tên lửa từ các khu vực này. Người dân cho biết không có viện trợ nào đến được thành phố Jabalia, Beit Lahia hay Beit Hanun kể từ khi quân đội Israel tiến hành các chiến dịch mới vào ngày 5 tháng 10. Lực lượng Houthi ở Yemen cho biết nhóm này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine, bất kể những thay đổi chính sách tiềm tàng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong bài phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi khẳng định rằng các hoạt động quân sự của Houthi sẽ tiếp tục nhằm vào các tàu có liên quan đến lợi ích của Israel, Mỹ và Anh. Nhân vật này nói thêm rằng sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ hay áp lực quân sự đều không thể thay đổi lập trường của nhóm này về vấn đề Palestine. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và tàu không người lái vào các tàu hải quân và tàu thương mại quốc tế liên quan tới Israel ở Biển Đỏ, cũng như các vùng biển khác ngoài khơi Yemen, nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có tại đây. Đáp lại, Liên quân Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen. Trước tình hình trên, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh cần phải có một kế hoạch ngừng bắn và các thỏa thuận an ninh dài hạn, bất chấp tình hình căng thẳng liên quan các cuộc tấn công của phong trào Houthi và các phản ứng quân sự từ Mỹ. Hôm qua tại thủ đô Budapest của Hungary đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu EPC lần thứ 5, hội nghị nhằm giải quyết các thách thức chung, tăng cường an ninh và thúc đẩy sự ổn định trên toàn châu Âu. Hội nghị do Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chủ trì tổ chức và có sự tham dự của 47 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ châu Âu cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hội nghị đã tập trung thảo luận và tìm giải pháp cho các thách thức an ninh chung hiện nay, cũng như các thách thức mà châu Âu đang phải đối mặt. Châu Âu đang ở trong tình thế khó khăn vì cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba, trong khi mối đe dọa leo thang xung đột ở Trung Đông, Bắc Phi và tình trạng di cư bất hợp pháp một lần nữa đang lên đến đỉnh điểm là những thách thức đối với châu Âu. Chúng ta gặp nhau hôm nay vì chúng ta tin rằng những nguy hiểm và thách thức sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Câu trả lời được đưa ra ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của châu Âu trong nhiều thập kỷ tới. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thảo luận về các chủ đề kết nối năng lượng, giao thông, công nghệ thông tin và thương mại toàn cầu. Ngoài ra, Thủ tướng Orbán cũng nhấn mạnh nền kinh tế thế giới đang trở nên phân mảnh và bế tắc. Tất cả các vấn đề này đang đe dọa đến hòa bình và thịnh vượng của châu Âu. Cộng đồng chính trị châu Âu EPC là nền tảng không chính thức, được tổ chức lần đầu tiên tại Paraguay vào tháng 10 năm 2022 khi Cộng hòa Séc làm chủ tịch luân phiên của EU, nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại chính trị ở châu Âu và góp phần vào sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã chúc mừng ông Donald Trump sau khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đồng thời cam kết đảm bảo một quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Ông Biden cũng thúc giục những người Mỹ nào thất vọng vì thất bại của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris không nên bỏ cuộc. Trong diễn biến liên quan, ngày 7 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm bà Susie Willis làm tránh văn phòng Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai, bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đây là vị trí bổ nhiệm không cần sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Bà Susie Willis là cố vấn cấp cao trong các chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2016, 2020 và 2024 của ông Donald Trump. Trước đây, bà từng có thời gian làm việc tại Bộ Lao động Mỹ, thời Tổng thống Ronald Reagan. Rạng sáng nay 8 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm nay, cụ thể là cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm, theo đó nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa trong bối cảnh lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục hạ nhiệt. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã nhất trí hạ lãi suất cho vay chủ chốt xuống mức dao động từ 4,5 đến 4,75%. Fed nhấn mạnh tình hình thị trường lao động nhìn chung đã cải thiện so với đầu năm, đồng thời ghi nhận sự tiến triển liên tục trong việc đưa lạm phát xuống gần mức mục tiêu dài hạn 2%. Việc cắt giảm lãi suất này tiếp nối động thái của Fed hồi tháng 9 năm nay, khi cơ quan này bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ với quyết định giảm lãi suất mạnh 0,5 điểm phần trăm và dự kiến sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chỉ số lạm phát ở Mỹ đã giảm xuống mức 2,1% trong tháng 9, trong khi tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì mạnh mẽ. Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác.
Ngay sau khi bão Rafael cấp độ 3 trên thang bão Saffir-Simpson tràn qua Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc phòng để đánh giá thiệt hại và chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão. Theo đánh giá sơ bộ, bão Rafael đã gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp tại một số tỉnh miền Tây và thủ đô La Habana. Ủy ban Điện lực Quốc gia Cuba thông báo, bão Rafael đổ bộ vào Cuba kèm theo gió mạnh và mưa to, đã khiến hệ thống điện năng bị sập hoàn toàn vào chiều 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Hiện tại, cơ quan này đang nỗ lực khôi phục một phần hệ thống cung cấp tại các địa phương bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Cuba cho biết, Bộ đang áp dụng các biện pháp để đảm bảo các dịch vụ cơ bản cho người dân, đồng thời công bố các biện pháp dịch tễ để phòng ngừa bùng phát dịch bệnh. Theo ước tính ban đầu, bão Rafael đã ảnh hưởng đến trên 4 triệu người dân Cuba. Thái Lan vừa công bố kế hoạch tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt áp dụng với người đi xe máy và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Theo kế hoạch tăng cường an toàn giao thông mới được công bố, những người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ phải trải qua nhiều giờ học về an toàn giao thông trong năm tới. Trong những giờ học này, người vi phạm sẽ phải xem các video cho thấy rõ những mối nguy hiểm nếu không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Bộ trưởng Giao thông Thái Lan nhấn mạnh, nguyên nhân chính gây tử vong trong các vụ tai nạn đường bộ liên quan tới xe máy tại Thái Lan chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm. Theo kế hoạch mới, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu các đại lý xe máy phải bán kèm 2 mũ bảo hiểm cho mỗi xe máy được bán ra, tăng thêm 1 mũ bảo hiểm so với quy định hiện tại. Trước đó, Thống đốc Bangkok cho biết, chính quyền thủ đô cũng đang tìm cách giảm giới hạn tốc độ của người lái xe ở Bangkok từ 80 xuống 60 km/h nhằm giảm số vụ tai nạn giao thông và tỷ lệ tử vong. Những nỗ lực nhằm thúc đẩy việc sử dụng thang cuốn an toàn và cởi ý thức đang được triển khai trên khắp Nhật Bản. Thì tỉnh Saitama và thành phố Nagoya đã ban hành lệnh bắt buộc phải đứng yên, còn thành phố Fukuoka đang thử nghiệm các biện pháp mới để ngăn cản người đi bộ trên thang cuốn. Ở Nhật Bản, việc đứng ở một bên thang cuốn để lại phía bên kia cho mọi người đi là điều hết sức bình thường. Nhưng Hitachi Building System, một nhà sản xuất thang cuốn lớn của Nhật Bản giải thích rằng thang cuốn không được thiết kế để đi bộ. Nguyên nhân là do các bậc thang lớn hơn của thang cuốn khác so với các bậc thang thông thường theo định nghĩa của luật tiêu chuẩn xây dựng, làm tăng nguy cơ té ngã. Những người ủng hộ cho rằng việc đứng không chỉ ngăn người té ngã mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật. Những người này có thể cảm thấy không an toàn khi mọi người đi ngang qua họ. Một nhóm vận động dẫn đầu phong trào này cho biết hy vọng sẽ tạo ra một xã hội biết quan tâm hơn. Hiệp hội Vật lý trị liệu Tokyo đã phân phát khoảng 8.000 móc chìa khóa có dòng chữ "Tôi có lý do để đứng về phía này" nhằm thúc đẩy văn hóa đồng cảm. Thưa quý vị, người dân tộc thiểu số hay còn được gọi là người bản địa Australia hiện nay vẫn đang gặp một số khó khăn nhất định trong tiếp cận các dịch vụ y tế. Để có thể vừa thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà vẫn tôn trọng các tập tục văn hóa của cộng đồng bản địa, một chiến lược y tế hiệu quả đã được triển khai. Phương pháp này bước đầu do một phòng khám ở vùng nông thôn Nam Australia áp dụng, với mục tiêu sẽ mở rộng quy mô đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác trên khắp cả nước. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Bà Serojais bị tiểu đường và thời gian gần đây, bà vẫn chỉ đi khám bác sĩ 2 năm một lần vì bà không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với văn hóa bản địa Australia. Trong dịch vụ khám tổng quát, bạn sẽ gặp một bác sĩ khác nhau, rồi phải mô tả lại bệnh tình của mình. Tôi không muốn lặp lại câu chuyện kể về tình hình sức khỏe như vậy. Tuy nhiên, để khắc phục những tình trạng tương tự như trên, ông Daryl Barnes, một bác sĩ bản địa giàu kinh nghiệm, đã quyết định sửa đổi các dịch vụ được cung cấp tại một phòng khám địa phương. Rất nhiều điều bất cập mà tôi từng thấy trong hệ thống bệnh viện, chúng ảnh hưởng không tốt tới dịch vụ y tế. Vì vậy, tôi muốn làm điều gì đó ở đây để cải thiện tình hình. Bây giờ, bà Joyce gặp bác sĩ đa khoa của mình 2 tháng một lần, thay vì 2 năm một lần như trước kia. Dịch vụ của phòng khám này thể hiện rằng bác sĩ thấu hiểu tâm lý bệnh nhân, chứ không áp đặt như dịch vụ tôi từng trải nghiệm trước kia. Dữ liệu thống kê thu nhập được trong năm nay cho thấy những người dân từ các cộng đồng người bản địa Australia có tuổi thọ trung bình ít hơn 8 năm so với những người không phải bản địa.
Ở đây luôn có đám tang với rất nhiều nỗi đau buồn xuất hiện do vấn đề sức khỏe. Nếu chúng ta có thể thực hiện một vài biện pháp để ngăn chặn tình trạng như vậy, thì thực sự có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Kể từ khi bác sĩ Barnes bắt đầu làm việc tại phòng khám này, người dân bản địa có thể tiếp cận dịch vụ với chất lượng tăng thêm 30%. Các dịch vụ mới bổ sung bao gồm vật lý trị liệu, chăm sóc bàn chân và phục hồi chức năng. Người dân có thể chọn thực đơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe phong phú hơn xưa. Ngay từ đầu, mọi dịch vụ của phòng khám chúng tôi đề ra đều là vì quyền lợi cộng đồng người dân bản địa. Bất cứ điều gì có thể học hỏi và áp dụng, chúng tôi đều mong muốn thực hiện ở mọi lĩnh vực khác nhau nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất tới cộng đồng bản địa ở đây và chia sẻ tới cả các cộng đồng khác. Việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân bản địa Australia đang ngày càng được chú trọng. Phòng khám cũng đặt ra mục tiêu mở rộng quy mô để nhiều người dân ở các khu vực khác cũng có cơ hội được tiếp cận với trải nghiệm dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn, cải thiện tình hình sức khỏe và có cuộc sống tốt đẹp hơn.